Để đặt mua những chiếc tay cầm xịn sò nhất với giá thành tốt nhất, anh em đặt hàng ngay tại shoptaycam.com. Kingmansport.vn. Thế giới đồ thể thao Lam không chỉ đẹp mà còn giá tốt. Đội hình này mày đội hình dày điên luôn còn gì nữa. Quả AC Milan nhìn cháy phết đấy chứ. Cân đối điên này còn gì mà yếu nhở. Đội hình này mà yếu Hoàng. Đội hình này còn yếu ạ. Xem cái rank gì đã. Gì mà đã yếu. Đúng là đội hình yếu thật này. Má toàn hòa với thua luôn này. Ừ nhở, đội hình nó đang vấn đề gì ấy nhở. Lặng này, đội hình này cũng lặng đấy. Nhưng mà nhìn con người thì rất là đẹp nha. Nhìn đội hình này rất đẹp. Chưa thấy một cái vấn đề gì ở đâu cả. Trung vệ ngon. Cánh cũng nét. Mà đội hình rất đồng đều. Lương bây giờ búp lên là đẹp rồi. Sao đội hình mày yếu được nhở. Con người là đẹp nha anh em. Con người này chẳng thấy cái gì là vấn đề cả. Dự bị thì vẫn ok. Levet đánh thuê. Trung vệ có cả Lesta với cả Mikelsen ở đây nữa này. Dày mà, đội hình này dày mà. Có vấn đề gì ở đâu đây. Mày cái chiến thuật cũng tương đối giống anh rồi đấy chứ. Xem nào. Rank gì nhở. Thua liên tục nha, thì là cái rank gì vậy. Đội hình này chưa biết cái mùi tinh anh luôn à. Nặng nha, đội hình này nặng nha. Bắt đầu thấy nặng đấy nha. Tay cầm chưa. Vẫn là cái căn bệnh đấy. Vẫn là cái căn bệnh đấy mà. Sao lại không phải là một cái tay cầm ở đây. Dạ mà đấy. Thiếu một con tay cầm nha em trai. Thiếu một con tay cầm nữa đấy. Đúng tâm bệnh ở đây. Đúng cái tâm bệnh này nó là từ đây mà ra này. Rõ ràng cái tâm bệnh nó ở đây đấy. Trời ơi, thiếu cái đấy. Yếu là đúng rồi, còn gì nữa anh em. Dù đội hình rất đẹp, form ngon luôn ạ. Một hình của AC Milan hàng tuyển trong cái tầm tiền. Huấn luyện viên thế nào. Xem huấn luyện viên là như nào đây. Cũng có thể nói gọi là đẹp luôn nhá. Huấn luyện viên mê luôn mà. Làm gì có vấn đề gì ở đây. Chỉ là căn bệnh đó thôi. Thiếu đúng một chiếc tay cầm để hoàn hảo cho đội hình này. Công việc của em anh nghĩ là đơn giản. Công việc của em Hoàng Tiếp rất đơn giản. Một con tay cầm tại shoptaycam.com là giải quyết mọi vấn đề. Rồi tôi đá đúng một trận cho em dài nhá. Đúng một trận cho em dài trước đã. À đang phong độ yếu anh em. Bây giờ là phải cải thiện lại. Cố gắng thắng được một trận đã nhá. Chắc sau này tôi phải đá ác chính nhiều hơn. Tôi phải đá ác chính lại nhiều hơn đấy. Thằng này thì đỡ kiểu gì. Đỡ kiểu gì pha đó mạnh nữa đây. Hôm nay phong độ kết tủa thật. Hôm nay phong độ hơi kết tủa đấy. Ba vé nét vét. Bạn lại đây. Shevchenko đẩy vào đây thì đỡ. Thằng này sút hay nhỉ. Shevchenko sút hay nhỉ. Một UT này đáng tiền thật sự anh ạ. Bắt đầu con tay cầm bán rất là chạy. Tầm khoảng 4 đồng. Hứa chưa. Chích. Má cái thằng này coi thường tao quá đấy. Mày thấy ác tao vừa ốm bệnh trở về. Mà mày chích đổ bóng như vậy. Mày coi thường ai đấy. À, dám coi thường luôn mà. Dám chích quả bóng đấy luôn. Vỡ đầu. Không vỡ đầu được. Cứ bơm vào đầu thủ môn này thôi. Cái chuyện gì vậy? Sao quả đấy xuất vẫn vào được á? Má nó ảo thật sự luôn mà. Ác này không có bệnh ở đâu anh em. Hết bệnh ở đây, sau trận này hết bệnh rồi nhá. Tin anh, sau trận này hết bệnh. Còn thiếu một con tay cầm nữa. Đúng một tay cầm nữa là đủ, hoàn hảo. Cái đội hình này đã bây giờ form dead anh ạ. Form dead rồi. Ba vé nét vét à. Má cái đội hình này vận hành kiểu gì vậy. Rồi, ba vé nét vét. À, nó sút kìa, nó sút ác ghê luôn ý thề. Yếu ở đâu. Hai thằng Manini này chạy khiếp thật. Rồi, bàn thắng đầu tiên. Vãi cả đạn. Mày giờ nói câu tự tin thắng anh. Đừng có nói thế. Vỡ đầu thủ môn luôn mà. Seva này là sướng thật anh em ạ. Tay bên anh thì luôn luôn được hỗ trợ rồi. Kìa. À quả lỏng thất. Nhìn bẫy việt vị. Sớm. Bụp. Vút FD vào đầu. Em đập luôn hai con hậu vệ à. Ngon đấy nhở. Hợp lý quá em ơi. Mày là mày tập về nhà uy tín nhất đấy.
Đội hình này đá form đát luôn đấy, thề với anh em. Chưa thấy yếu ở bất kỳ một vị trí nào cả. Được đấy, kèo hay đấy. Ôi à, sao để được cái bàn giống nhau ấy nhở? Hai tình huống mình cứ bay Việt Vị lên dở quá nhở, không để ý. Robert thằng này nó cái bài ZA 3 phát ăn 3 quả luôn mà. Thằng này bướng lắm nha. Rồi cho trận đấu thêm kịch tính tí thôi. Bên này chứ. Bên này. Vào đầu mày. Vào cái đầu mày. 5-3 luôn mà. Đá với em Quê Lê đéo thoáng như thế này nhỉ anh em nhỉ. Đá với em Quê Lê đéo có cơ hội mà em về ạ. Rồi Rafael. Em đây vào đầu luôn này. Quả này rùa thế nhở. Ô hủy bàn thắng này đi được anh em. Hủy hộ tôi bàn thắng này với cả. De Lima. De Lima. Giờ mới ghi bàn nữa. Em tiến thân thành của cái bạn rồi à? Chắc là thôi đá đá đội hình này đúng hai trận thôi. Đội hình này anh em còn kêu yếu nữa, chịu thật. À, ghi bàn nữa bầm ầm 7 bàn luôn mà. Shop thẻ 365.com, web bán thẻ chiết khấu cao lên tới 7%. Anh em còn có thể đổi cả thẻ cao sang tiền mặt một cách an toàn và uy tín nhất. Link chi tiết dưới phần mô tả. Sau chỉ có vài tiếng thôi, bác chủ lại bổ sung cho cái đội hình này một con hàng KK chạy cánh nữa anh em ạ. Dã man với KK ở đây thì chúng ta sẽ được búp thêm cho con hàng Andriy Shevchenko, sẽ được búp thêm song sát Jossoneri, chúng ta sẽ được tăng tốc 1 và phản ứng 1. KK cũng là một con hàng mà bác chủ đầu tư khá nhiều tiền, 1.000 tỷ dành cho một con hàng chạy cánh. Mùa này chạy chiến nhỉ, 136 và 137 về tốc độ. Beckham bên phải và KK bên trái, một trong những đôi cánh cực khủng của AC Milan này. Cặp tiền đạo vẫn sẽ là như vậy, đôi trụ vẫn vậy. Ở hàng thủ thì có Leta DC nữa, chắc là mình cũng ốp luôn là cặp trung vệ huyền thoại của AC Milan, Leta và Mandini. Với cặp này thì anh em cũng được bức tường thép của Milan, được xoạc bóng một và kèm người một anh em nhé. Nói chung thì bụng búp khá là mát tay. Sau đó thì anh em có thể hạ thủ môn xuống một chút, chúng ta dùng con hàng Donnarumma. Thì một trong những đội hình của AC Milan mình có thể nói là cũng rất dày dành cho bác chủ nhé. Bavenevet gọi là đánh thuê thôi, còn anh em nếu không thích thì có thể bán đi cũng được nhé. Mua thêm một vài những cái lựa chọn khác cho nó chuẩn chỉ của Milan, quá đẹp. Và bây giờ mình lại tiếp tục trải nghiệm thêm một vài những thước phim nữa anh em nhé. Đội hình AC Milan này sau những gì mà đã thể hiện bây giờ đã khỏe điên rồi anh em ạ. Chiến tiếp. Kaka nó chạy kìa. Nhìn cái tốc độ của Kaka này. Đuổi hộ. Đuổi hộ Kaka cái. Đuổi hộ. Đuổi hộ. Xúc vào bóng rùa vãi chửa. Xúc vào chân của Van der Sar mà nó vẫn vào được luôn mà. Dã man của Kaka kìa. Hay quá nhờ Seva. Đỡ. Đỡ được quả bóng này. Ôi. Khách trưởng ạ. Quả bóng xa kìa, ghê quá nhờ. Ê à. Là tất cả đấy không ai kèm là Holun này à? Quá nhờ Kaka lổ máy. Kaka chạy nhanh thế nhở. Ủa, thủ môn nó làm gì vậy? Kaka gần như qua tất cả mọi thành phần của đội bạn rồi cả. À, đánh kia nó di gôn lên anh ạ, di gôn lên chớ ngay. Ây à. Thằng Holun này sao đá hay thế nhở? Vãi bỉu thằng Holun này. Này. Rồi De Lima. De Lima. Di gôn nữa. Lại còn muốn di gôn nữa. Chịu bạn luôn đấy. Và đó là 3-2 dành cho AC. Không để cho đối gỡ được nữa anh em ạ. Tầm này không thể cho nó gỡ được nữa rồi. Raika. Raika. Ui, vào đầu nó thế này. Rồi đẹp quá nhờ.
đẹp thật sự luôn. Và bàn thắng thứ tư đến là một cách tất yếu mà thôi. Ucho tạt hay nhờ. Cánh đấy anh em có phụ trợ dự bị để thay thế cho Beckham. Đó cũng là một lựa chọn rất ngon, bổ rẻ mà lương thấp nha. Giờ thì hết lực vàng rồi. Má vẫn bắt được à? Seva chạy nhanh ấy nhở. Em nhìn nó bứt tốc kìa. Khiếp thật đấy. Giờ còn lại thì đỡ. Nope. Nhẹ quá. Giờ ra đến cuộc đối đầu này. Đến đi ma. Chạy khiếp nhở. Chạy này bắt trỏ thế làm sao được. Bắt trỏ làm sao. Má tìm bú luôn không. Kaka nào. Kaka vút. Ui. Cô quái tưởng vào thẳng gôn luôn ạ. Sợ thật. Hay quá nhờ Bullet. Mày đỡ được quả này. Và đó là cái đầu của Shevchenko. Một sai lầm của đôi bạn và cái giá phải trả là bàn thắng này đây. Bắt trỏ. Mày đỡ được quả này. Seva nó FD ghê nhở. FD bằng chân trái luôn quả này à. Khiếp. Hay quá nhở. Trời ơi, pha FD của tôi. Mày đỡ được quả này. Vẫn đỡ được à. Ok. Shevchenko. Mày đỡ. Đỡ kiểu gì những cái pha bóng như thế này với Seva đây. Seva UT gần như tiền đạo hay nhất trong tầm tiền 500 tỷ. Rồi Shevchenko. Đỡ đi. Pha vô lê của Beckham nhìn nó mê làm sao anh em ạ. Một đường phản công quá nhanh. Rồi Kaka. Mày vỡ đầu luôn mà. Rồi Beckham. Tốc độ của Beckham. Căng ngang xong thì bố nào rỗ được quả này. Nhẹ nhàng nhờ. Đến một trung vệ như Paolo Maldini còn được ghi bàn. Có thể nói đây là một trong những AC Milan khủng khiếp nhất tầm tiền này.